Xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh của em ha. Lô hôm này lô buổi tối nha anh em. Như thường lệ đó thì em lên cho anh em là này 18 cây. Hàng trên là bắt đầu từ con A1 tới con A9. Hàng hôm nay cực kỳ dễ lựa anh em, 1,2 triệu tới 1,5 triệu thôi. Hàng 1,2 triệu, 1,5 triệu mà tới 9 con, lựa cực kỳ đã luôn. Nay có TG24 nè, hàng hot hit cho anh em, với lại có tim ghệ, tim nhôm anh em có xịt thuốc cũng được ha. Hàng dưới bắt đầu từ con A10 cho tới con A18. 1,6 triệu tới 2,8 triệu, không có 2,7 triệu ha. Con này thì 38 ly, 33 cc, Magu anh em, bố lớn luôn. Con này con cơm mát su ha, Gilby trái táo anh em, Gilby Dương Tiễn luôn nè, quá trời đã luôn. Anh em trước khi vào xem clip nhớ cho em một nút đăng ký kênh, một cái dấu like ha, cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em chốt máy liên hệ số điện thoại của em ha, 0917414042, số này cũng là số Zalo của em luôn. Kênh YouTube của em là cửa hàng Mai Anh Tèo ha, bên em là bao ship tận nhà, không cần lấy cọc, và anh em được kiểm tra hàng trước khi nhận. Kiểm tra hàng trước khi nhận là anh em chốt máy thì anh em nhớ cái con máy của mình. Ví dụ như anh em chốt con 28 nè, đó thì anh em nhớ là con này con TG24, hình dáng nó sao vậy đó, mình nhớ về mình khui ra mình coi, xong mình xăng pha nhớt vô mình đổ mình thử tại chỗ luôn, tại vì máy này máy hay thì mà giật chạy ngon lành, mình trả tiền cho người giao hàng luôn, anh em không mắc mát gì hết, ngon lành thì anh em ngồi nhà anh em nhận máy trả tiền thôi. Ngoài bao ship ra thì em còn tặng kèm 6 món cho anh em ha, lưỡi, dây đeo, tiếp hảo bugi, ổ phất cước, lục giác và một cái chắn cỏ. Những con nào chưa có chắn cỏ thì khi đi em sẽ bổ sung sau cho anh em đầy đủ cho anh em là 6 món chắn cỏ ha. Rồi, con đầu tiên, con A1, con Tanaka, giật sau nha anh em. Rồi, con này nòng 30 ly, 20 cc. Cái ưu điểm thứ nhất của nó là máy nó nhỏ thì chuyên cho anh em xây đình. Một phần là vừa rẻ tiền, một phần là cực kỳ lợi xăng cho anh em luôn. Chỉ 30 ly 20cc là anh em đã xài gia đình được rồi. Nếu mà anh em cắt cỏ mà nó cứng á, thì anh em cắt bằng lưỡi dao. Còn anh em mà cắt cỏ mềm mềm nhỏ đó thì anh em cắt bằng ổ cước được hết luôn. Con này hay một cái là chạy chế van gồ và le đỏ tự động nha anh em, cực kỳ ưu điểm luôn. Tôm ghề tôm nhôm cho anh em luôn nè, anh em có thể chế cháo nè, công tắc nằm đây nha. Con này gai dữ, bộ tay này bộ tay mới nha, chắn cỏ đầu bò láp gin của nó luôn nha anh em, gin luôn hết luôn ha. Con này là coi như là gin 100%, nó chỉ có cái tay là tay mới rồi, còn cái tay này chỉ là cái tay để mình cầm thôi ha chứ anh em, chứ nó không có quan trọng gì tới con máy hết. Đó. Công suất nhỏ, lợi xăng, nó chạy chế quanh gồ mà le đỏ tự động nữa. Con này anh em chạy mà chạy mình xăng anh em chạy không biết chừng nào mới hết luôn, từ sáng mà tới trưa luôn ha. A1 1,2 triệu ha. A2 là con Gobin. Thấy bugi đứng thấy phái anh em, cực kỳ khỏe luôn. Nòng 32 ly 23 cc, Gobin thì nó châu bò nghe anh em, chạy máy cực kỳ châu bò luôn. Bình xăng là bình xăng zin nha, còn trắng luôn, chế là chế zin theo máy luôn ha. Bugi đứng nè, tum liền tum nhựa cho nên con này cực kỳ nhẹ cho anh em luôn ha. Công tắc nằm đây nghe anh em, nút quá trời bự luôn, dễ ấn ha. Con này ga dữ, bộ tay này bộ tay mới nghe anh em, đầu bò zin luôn. Đó, quá đã luôn anh em. Con này cũng coi như là zin 100% như con A1 luôn, chỉ có cái tay là tay mới thôi. A2 1,3 triệu, xảy lên cũng khá là ngon ha. A3 con này con Kawasaki nha anh em, TG. Dòng này nhiều anh xài gia đình thì cực kỳ phái luôn. Thứ nhất là nó nhỏ, nhỏ nó gọn, nó tầm 4 kg hoặc 4 kg rưỡi thôi. Thứ hai là nó nhựa nên nó nhẹ một phần nữa. Thứ ba là con này là cực kỳ lợi xăng luôn anh em. Thêm một cái hay nữa, con này á là nó tum gời nha. Đó, nhiều anh có chế cháo là tháo tới tháo lui được luôn. Đó, con này tum gời mà tum nhựa nè. Bây giờ con máy nó nhẹ cực kỳ cho mình luôn ha. Nòng 30 ly 20cc, chế là chế hai kim mới nha anh em. Con này công tắc nằm đây nha. Ha, anh em gạt lên là mở, đẩy xuống là tắt, lưu ý giùm em ha. Con này là ga dữ, tại đầy tay mới nha anh em, đầu bò zin, có chén úp ngược chống xoắn cỏ bằng nhôm luôn nha anh em, cực kỳ chắc chắn cho anh em luôn. Và con này cực kỳ gọn luôn nha anh em ha. A3 giá 1,2 triệu ha, 30 ly 20cc, chạy cực kỳ lợi xăng luôn. A4 là con G2D.
Rồi con này nòng 32 ly 23cc. Con này thì là chạy chế zin nha anh em. Bugi đứng mà nó ao nhôm nè, cực kỳ khủng và cực kỳ khỏe luôn nha anh em. Nòng 32 ly 23cc. Con này nó có một cái đặc điểm, nó là cái đế là nó có hai phần. Một phần là đế bao vệ bình xăng lớn nè. Cho anh em thấy chổi bình xăng không? Không, cái ta thấy ta em lọt luôn nè. Thứ hai là cái đế này bảo vệ cái bugi. Khi mà anh em lật ngồi con máy lại á, mình gắn cái lưỡi phía dưới á, thì nó bảo vệ cái bugi này không đụng đất, để tránh cái bugi bị gãy, cực kỳ hay luôn. Và hai bên là cái khung hết luôn nè, để bảo vệ cho anh em phần áo nè ha, cực kỳ hay luôn nha anh em. Chế là chế zin, và đặc biệt một cái là tum gờ tum nhôm mà bằng nhựa nha. Bây giờ con máy nó sẽ nhẹ cho anh em một phần nào đó luôn ha. Con này ga dữ, bộ tay này bộ tay mới nha, láp nè, đầu bò trắng cỏ zin hết luôn, đầu bò là có chén úp ngược luôn nha anh em, chống sắn cỏ mà bự chà bá luôn nha. Con này thì nói chung là anh em, nếu mà anh em gắn mà gắn cho xịt thuốc cũng được, hoặc là anh em gắn cho mấy cái máy hái chè nữa nè ha, rồi cũng được hết luôn nha. Mấy anh em nào mà mua máy hái chè mà có gắn con này vô là hợp lý luôn á. A4 và 1.3 ha, cực kỳ dễ xài luôn. A5, con này con Stein, con này của Đức nha anh em. Hơi cực kỳ gắt luôn. Mua máy mà anh em thấy kéo cái hơi vậy là anh em hết rồi. Nếu mà anh em mua ở cửa hàng gần nhà đấy ha, mà anh em thấy cái hơi máy mà kéo ọc ọc thì là anh em hốt liền cho em. Nó cũng giống như con máy này em đang giới thiệu cho anh em nè. Anh em kéo hơi mà nghe kéo tới đâu mà nghe ọc ọc tới đó là con máy nó cực kỳ chắc chắn luôn. Bộ hơi cũng phải từ 90% ăn lên, chứng tỏ con máy này bên Nhật ít xài. Hàng này hàng Stein, hàng của Đức xuất Nhật. Con này á, cái tem là tem zin của nó như vậy nha anh em. Chứ để anh em chốt máy mà anh em về anh em hỏi em cái chữ Stein nằm đâu là em không kiếm được nha. Do cái con này nó ghi nguyên bản là vậy như gì ha, chụp chụp nó ghi như gì đó, để anh em chốt đúng máy rồi anh em nhận rồi mà anh em hỏi em lại cái câu chữ Stein ở đâu là cái này em không biết nha. Cái này là do con máy nó gì, bộ máy nó gì, em nhìn vô là em biết máy Stein ha. Cái này anh em lưu ý giùm em khi mà chốt hàng ha. Con này là con A5 máy Stein của Đức xuất Nhật, nòng 32 ly 23cc. Máy còn ghi còn hơi còn cực kỳ chắc chắn luôn, từ 90-95% ăn lên cho anh em luôn. Hỏng đổ xăng là hỏng quay lên nè. Bình xăng này bình xăng zin luôn nha anh em. Chế là chế hai kim mới nha. Tum nhôm thì nó cực kỳ chắc chắn cho anh em luôn. Một phần thì nó hơi nặng nhưng mà được cái nó chắc chắn cho anh em ha. Con này là công tắc ở trên láp nha. Ga giữ, bộ tay này là bộ tay mới. Đầu bò zin, có chén là chống cái con ốc bị mài mòn luôn nha anh em. Cực kỳ hay luôn. A5 giá 1.4 triệu. Áo còn cực kỳ bóng bẩy luôn anh em. Anh em thấy không? Tuy là cái màu áo nó không được đẹp nhưng mà được cái nó bóng và mới cực kỳ luôn ha. A5 giá 1.4 triệu. A6 là con Shindewa 231. Gam ti nghe đã cực kỳ luôn anh em. Tiếng máy nổ nữa là cực kỳ sướng luôn, cực kỳ phê luôn. Nòng 32 ly 23cc, Shindewa 231. Có chữ shop là máy có trợ lực nha anh em. Con này là chụp giật trợ lực có dây thèo luôn. Bình xăng là bình xăng zin nha anh em, còn mới luôn nha, chưa bị chì xước nè. Chế là chế hai kim mới nha. Con này là tum nhôm, cực kỳ chắc chắn cho anh em luôn. Nó hơi nặng nhưng mà nó chắc chắn xíu ha. Con này ga dữ, bộ tay này bộ tay mới, đầu bò zin luôn nha anh em. Nha, chụp giật trợ lực mà máy chạy cực kỳ bốc, cực kỳ đanh luôn. Tiếng gam ti nghe phê cực kỳ luôn ha. A6 giá 1.4 triệu. A7 cũng là con Shindewa luôn nha anh em. Con này nó nhỏ nó gọn hơn nhưng mà được cái là tiếng máy nó không có thua thằng A6 nha. Với lại con này nó to hơn là nó nòng 32 ly nhưng mà nó 24cc. Thằng A6 nó có 23 nha anh em. Nhưng mà hình dáng nó ngọn, nó gọn hơn thằng A6 nha. Nha. Con này là bugi đứng đó nè. Đó. Tum liền. Tum nhựa nha anh em. Bình xăng là bình xăng zin còn mới nha. Chế là chế hai kim mới luôn. Bugi đứng bởi vì con máy chạy cũng có phần là nhỉnh hơn chút xíu nha anh em. Con này thông số nằm bên hông đây ha. S240 nè, số xe ghi và chữ made in Japan cho mình luôn. Tum liền tôi nhựa cho nên con máy nó nhẹ cho mình ha. Con này ga dữ, bộ tay này bộ tay mới nha.
đầu bộ ghi lát và còn chữ xin qua cho anh em luôn ha. A7 giá 1.4 triệu, A8 là con Kawasaki nha, TG24. Quá đã luôn em. Máy mà kéo hơi vậy nghe mới đã nè, kéo hơi tới đâu mà nghe ọc ọc tới đó nó sướng ha. Bình xăng này bình xăng zin nha nè, có cái đế bảo vệ bình xăng lớn nè, chế này chế hai kim mới nha, áo màu xanh dương cực kỳ sáng luôn và còn đẹp cực kỳ luôn, áo nhựa nha nè ha, được một cái là tum liền mà tum nhôm cực kỳ chắc chắn luôn, trên nó còn ghi chữ Nhật luôn nè anh em. Công tắc nằm đây nha, gặt lên là mở, để xuống là tắt, lưu ý giùm em ha. Con này ga dữ, bộ tai này bộ tai mới nha, lắp đầu bò trắng cỏ zin hết luôn, đầu bò là có chén ốp cường chống sóng cỏ rồi chống con ốc mài mòn luôn nha, nó đủ hai combo cho anh em luôn ha. A8 giá 1.4 triệu luôn nha. A9 con Gobin, nhiều anh em thích cái dòng này á, là cái hình dáng dù nó là 20 22 23 25 26 cũng vậy, lúc nào hình dáng nó cũng gì nè, cực kỳ gọn gọn cho anh em luôn, cho cái chế nè nó nằm ốp vô cái áo luôn, cái bộ nằm sát vô luôn. Bởi vì anh em nhìn con máy lúc nào nó cũng gọn khô cho anh em, cho 25cc 34 ly, nhưng mà nó như cỡ 30 ly rồi anh em, áo nó cực kỳ gọn, nó tầm 4 kg 4 kg rưỡi thôi nha. Con này 34 ly, 25cc, bình xăng này bình xăng zin nha anh em, chế là chế quanh gồ luôn nha. Và thêm một cái đặc biệt, con này là le đỏ tự động. Con này phải gọi là cực kỳ phù hợp cho anh em xài gia đình, chị em phụ nữ hoặc là bác lớn tuổi được xài được hết luôn. Thứ nhất gọn nhẹ, thứ hai lợi xăng, thứ ba chạy chế le đỏ tự động cho mình luôn, cực kỳ tiện lợi luôn ha. Con này công tắc nằm đây nghe nè, ga giữ, bộ tai này bộ tai mới nha, đầu bò lắp zin luôn, lắp là còn tem mát đầy đủ luôn nghe nè ha, chưa bị chóc luôn. Con này là zin nguyên cây 100% chứ trừ cái tai là tai mới rồi ha. A9 giá 1.5 triệu. Rồi xong hàng trên, em xuống hàng dưới cho anh em nha. Con AM, con Mitsubishi. Tiếng máy này cực kỳ sướng tai luôn ha nè. Nòng 32 ly, 24cc. Mitsubishi chụp giật còn chữ Made in Japan luôn ha. Con này công tắc nằm đây nghe nè. Con này là chạy chế là chế zin luôn nha. Ha, chế zin theo máy, đặc biệt là tum gời tum nhôm, anh em có thể tháo ra chế cháo hoặc là xịt thuốc là được hết luôn. Con này còn cái ốp luôn nghe anh em. Ga giữ, bộ tai đầy bộ tai mới nha. Đầu bò cũng đầy đủ cho anh em luôn, có cái chén ốp ngược chống con ốc bị mài mòn luôn nghe anh em. Đầy đủ combo cho anh em luôn ha. Rồi, con này trong lốc là có chữ Made in Japan cho mình nha. Giờ mình kiểm tra hàng nha, và lốc con này còn sáng cực kỳ luôn nè. Sáng cực kỳ luôn anh em, đẹp không một dấu tì vết gì luôn. A10 giá 1.6 triệu nha, Mitsubishi. A11 con Echo Yanma nha. Con này nòng 34 ly, 24cc, chụp giật trợ lực có dây thiều cho anh em luôn, mà con máy cực kỳ nhỏ gọn luôn anh em, tầm 3-4 kg hoặc là 4 kg rưỡi, cùng lắm thì nó nhín hơn gần 5 kg hơn anh em, do nhiều khi xăng mình đổ vô, bình xăng là bình xăng zin, họng là họng quay lên nè ha, chế là chế hai kim mới nha, tum liền tum nhựa cho nên con này cực kỳ nhẹ luôn. Công tắc trên lắp, ga giữ, bộ tai này bộ tai zin luôn anh em, nhưng mà nó gọn ha. Lắp đầu bò trắng cỏ zin hết luôn, quá đã luôn nghe anh em. Chụp giật trợ lực thì phù hợp cho mình xài gia đình hoặc là cho mấy chị đồ nhà xài cũng im luôn ha. A11 giá 1.5 triệu. A12 cũng là con Echo luôn nghe anh em.
Con này nồng 32 ly 23cc, cũng là chụp giật trợ lực có dây thiều luôn nha anh em. Bình xăng này bình xăng zin, họng là họng nguôi lên hoàn toàn luôn nè, không có bị ngã ở phía trước ha. Con này là chạy chế, là chế zin theo máy luôn nha anh em, chứ không phải chế mới nha. Tum liền, tum nhựa ha. Con này là ga giữ, công tắc trên di động nha anh em, cực kỳ tiện cho anh em luôn. Láp đầu bò zin hết luôn, trắng cỏ zin luôn nha anh em ha. Con này là zin nguyên cây 100% luôn. A12 giá 1,5 triệu. A13 là con Ryobi. Rồi con này ưu điểm của nó là chụp giật trợ lực có dây thiều luôn nha anh em. Ryobi lúc nào cũng vậy ha. Bình xăng con này là còn trắng cực kỳ luôn, chưa bị chóc cũng chưa bị chạy xước luôn nè. Con này chạy chế zin nha. Bu ghi đứng nè. Tum liền, tum nhựa luôn ha. Con này là công tắc ở trên láp nha anh em. Ga giữ, bộ tay này bộ tay mới nha. Đầu bò zin là có chế ấp ngược chống xoắn cỏ luôn, và láp là còn láp ghi chữ Ryobi, chưa bị chạy xước, chưa bị chóc tem luôn. Con này cũng zin nguyên cây luôn nha anh em, chỉ trừ cái tay thôi ha. Áo là áo màu vàng đặc trưng của Ryobi nha. A13 giá 1,5 triệu. A14 cũng là con Ryobi luôn ha. Rồi con này là chụp giật là có lò sóng nha, như trợ lực luôn em. Tua đầu tiên lên nhẹ nhàng giật là chạy luôn. Bình xăng là bình xăng zin luôn nha. Chế là chế zin theo máy nè. Bu ghi đứng nè. Đó thì cái phía trước cái mặt này nè, thì em mới nói hay nói với anh em là Ryobi Dương Tiễn đó, là nhìn cái này giống như mấy con mắt Dương Tiễn đó. Còn không thì anh em gọi là Ryobi trái táo đó, nếu mà anh em nào quen mặt máy nhìn là biết ha. Con này là tum liền, tum nhựa luôn nha. Còn cái chữ Ryobi luôn nha anh em ha. Chưa bị chạy xước luôn. Con này ga giữ, bộ tai này bộ tai mới nha. Láp là còn chữ Ryobi, đầu bò zin luôn nha. Láp là chưa bị chóc tem luôn nha anh em. Con này là zin nguyên cây luôn nha, cũng chỉ trừ cái tay là tay mới rồi ha. Bu ghi đứng nè. Anh em nhìn cái phần viền nè, phía trước phía vàng, phía sau màu phía sau màu vàng, phía trước màu đen nè. Anh em thấy nó viền không? Cực kỳ độc đáo luôn và đẹp cực kỳ luôn. Tiếng máy cũng khá là đành luôn ha. A14 giá 1,6 triệu. A15 là con Gobin ha. Con này nồng 32 ly 23cc, bình xăng là bình xăng zin nha anh em, còn trắng nè. Họng là họng quay lơ mà nằm phía ngoài nó gầy gạt nè, không có bị dính với cái áo với cái chế nè, anh em đổ xăng không bị cọ trúng ha. Con này tum liền mà được cái là tum nhôm nha, cực kỳ chắc chắn luôn. Con này là còn tem Ryobin đàng hoàng luôn, công tắc nằm đây ha anh em. Con này ga giữ, bộ tay này bộ tay mới nha, trắng cỏ đầu bò zin hết luôn. Đầu bò là có chén ấp mực chống xoắn cỏ cho anh em luôn ha. Áo màu vàng. A15 giá 1,5 triệu. A16 là con cơm Matsu nha. Hơi cực kỳ gắt luôn nha anh em. Hơi cực kỳ gắt luôn anh em. Hơi con này cũng phải từ 90-95%. Còn ngon cực kỳ đó, anh em kéo tới đâu là nghe ọc ọc tới đó, vậy nghe nó mới đã. Bình xăng là bình xăng zin nha anh em, còn mới cực kỳ luôn, cũng chưa bị chạy xước, cũng chưa bị bong chóc luôn nha. Bình xăng con này cực kỳ bự luôn, tầm 1 lít xăng trong đó nha anh em. Chế là chế zin nha. Đặc biệt của con này là tum gầy tum nhôm, anh em có thể tháo chế xịt thuốc nè. Con này mà anh em cái xịt thuốc chạy phải gọi là cái cặn mà 5 6 mét là bao phê luôn á. Công tắc trên láp nha. Con này ga giữ, bộ tay này bộ tay zin, đầu bò zin luôn nha anh em. Komatsu là một cái dòng máy hệ của Nhật nha anh em, chỉ là kiểu như là Mitsu với Komatsu là anh em nghe Mitsu nhiều thôi, chứ Komatsu là anh em ít nghe cho nên anh em ít khi biết tới. Nhưng nói với Mitsubishi là hai cái dòng máy hệ của Nhật ha. Con này trong lốc có dập chữ Komatsu trên nốt nha, anh em về kiểm tra hàng thoải mái luôn ha. A16 giá 2,3 triệu, 34 ly 26cc ha. A17 là con Echo Kyogit.
Rồi con này nòng 34 ly 26cc, chụp giật trợ lực có dây thiều luôn nha anh em. Bình xăng là bình xăng zin còn mới luôn nè, họng là họng quay lên nha. Ha, chế này chế zin luôn nè. Đặc biệt con này là tum liền mà cái tum nhôm nha, cực kỳ chắc chắn luôn. Tum nhôm đít nhôm luôn nha. Ha, con này ga dữ. Thêm một cái hay là công tắc ở trên di động cho mình luôn. Công tắc gạt cái như gạt tới gạt luôn anh em. O là mở, y O là tắt, y là mở. Bộ tai này bộ tai zin nha. Đầu bò là bò zin luôn. Con này cũng zin nguyên cây 100% cho anh em luôn. Mấy con áo tối tối là anh em không phải nó dở đâu nghe, mà cái hay của nó là anh em xài mà anh em dính sình dính bùn là không thấy con máy nó dơ nha. Là mấy con áo tối tối này là hay cực kỳ luôn á. A17 giá 1.8 34 ly 26cc ha. Cuối cùng là con A18, con máy khủng long của ngày hôm nay nha anh em. Con này nòng 38 ly 33cc, quất cho anh em cái bình cái đế bao giờ mình săn lớn nè, bự chà bá luôn nè, cao nhồng luôn nè. À, chế là chế zin nha anh em, này magu đầu vuông nha, tum gời tum nhôm tum lớn luôn nha anh em, bự chà bá luôn nè. Đặc biệt của con này một cái nữa là em gắn cho anh em ra bóp zin luôn, công tắc zin di động luôn, máy bự máy khủng, quất thêm cho anh em bộ combo này nó xài mới đã. Đầu bộ zin luôn nha anh em ha, áo còn đẹp nha anh em, còn cũng còn bóng nha, chưa bị sức mẻ gì nghe anh em. Và đặc biệt của con này là trong lốc cũng có mắt in da bằng cho anh em luôn đó. Anh em nhìn giùm em nha, tại vì đó thấy rõ rồi ha, lấy nét được luôn. Thêm một cái là con này là lắp xay được luôn, lắp xay 360 độ cho anh em luôn. Cái này là cái chỗ này mình móc với đeo nha, ba lỗ này anh em móc cái chỗ nào mà nó cân bằng được đó, thì mình móc vô ha. Rồi con A18 giá 2.7 nòng 38 ly 33cc ha. Rồi anh em chốt máy liên hệ số điện thoại của em chào tất cả anh em ha.